Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh review của mình. Một sản phẩm mà mình có thể nói là trước đây là mình không nghĩ là nó lại có cái sản phẩm này các bạn. Trước đây thì khi mình đi làm thì mình hay mang giày da, cho nên khi mà trời mưa thì nước nó hay vào trong đó, cùng với mình mang những cái đầu tất nó rất là hôi, cho nên mình mới lấy cái bao ni lông mình cột lại. Mình cột lại rồi hai chân, mỗi cái là một cái bao ni lông cột lại dưới hai cái chân để che đôi giày lại để nước nó khỏi vào. Nhưng mà ngày hôm đó mình bị mọi người xem giống như người ngoài hành tinh. Nhưng mà ngày hôm nay thì rất là may mắn, và cũng người sản xuất cũng đã nhìn thấy được cái nhu cầu này, nên người ta đã sản xuất ra một cái sản phẩm mà mình thấy nó thực sự cực kỳ hữu ích đối với mọi người. Đấy, nó gần như là một cái chiếc áo mưa tiện lợi cho các bạn. Hai các bạn, đó chính là áo mưa cho đôi giày của mình khi đi vào mùa mưa. Các bạn có thể nhìn đây này các bạn. Đấy, hai chiếc. Đấy, rất hữu ích, mình rất thích sản phẩm này. Khi mà mình đeo bao ni lông vào thì mình ước gì là có một cái áo mưa như thế này để đeo vào cho đôi giày của mình. Nhưng thời điểm đó thì nó không có, cách đây vài năm, nhưng bây giờ thì nó đã có rồi. Đấy các bạn, cái đế nó cũng tương đối là dài này các bạn. Đấy, tương đối dài, nó không phải là một cái đế đế nó quá cứng của một đôi giày, nhưng mà nó, mình nghĩ nó phù hợp cho cái nhu cầu là đi trong một số ngày nó có điều kiện thời tiết nó không có tốt, về những cái ngày nó mưa đó các bạn, thì các bạn có thể sử dụng cái này được, thì nó sẽ không ăn mòn nhiều, mình nghĩ như vậy. Đấy, rồi các bạn xỏ chân vào trong này. Đấy, sau đó hút lại. Còn cái này thì các bạn kéo lên, có một cái ba tia các bạn kéo lên. Rồi đến này thì các bạn cột lại, rút lại, rút như thế này này các bạn này. Đấy. Oh my god, perfect. Mình rất thích sản phẩm này các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video clip của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo. Và đừng quên đăng ký, subscribe kênh của mình nhé. Thank you.